Máy quang khắc được gọi là cỗ máy phức tạp nhất trong lịch sử nhân loại. Với giá bán một chiếc lên tới 380 triệu đô la Mỹ, vậy nguyên lý của công nghệ quang khắc là gì? Hơn 20 năm trước, một chương trình truyền hình nước ngoài đã sử dụng một thí nghiệm rất đơn giản để giới thiệu cho chúng ta nguyên lý cơ bản của công nghệ quang khắc. Người dẫn chương trình mời một cô bé lên sân khấu và yêu cầu cô viết tên mình lên một hạt gạo. Cô bé ngập ngừng và tỏ vẻ khó xử vì cô biết rằng điều này là không thể đối với mình. Tuy nhiên, ngay sau đó, người dẫn chương trình đã lấy ra một tấm bảng giống như tấm mặt nạ trên máy quang khắc và yêu cầu cô viết chữ cái đầu của tên mình lên tấm bảng. Sau đó, người dẫn chương trình đặt tấm bảng này phía sau một hộp đèn. Tiếp theo, ông đến phía đối diện của hộp đèn, nơi đặt một tấm gương này thu nhận ánh sáng và tập trung chúng lên hạt gạo. Qua camera, một cảnh tượng kỳ diệu đã xảy ra, tên của cô bé được phản chiếu lên hạt gạo, việc mà bút không thể làm được, ánh sáng đã làm được. Ngay sau đó, cô bé còn vẫy tay trước hộp đèn và bóng trên hạt gạo cũng dao động theo. Cô bé không thể tin nổi và bật cười thích thú. Nói một cách ngắn gọn, nguyên lý cơ bản của máy quang khắc chính là sử dụng nguyên lý quang học để chiếu các họa tiết lên tấm silicon.